Trận đấu hàng cân 46kg giữa Dương Thị Na và Thanh Hóa Bắc Hà gặp Triệu Thị Tiên và Hà Nội Bắc Hải Thanh trọng tài trên đài Tô Công Kiên. Các trọng tài đứng lên. Trận đấu cái xe của chú em đấy là cái cảm biến lùi hả em? Không không thấy báo tít tít đúng không? Rồi ok để em xong. Thank you.
Hiệp 2.